Thưa quý vị, trước thông tin liên quan đến sự gia tăng số trường hợp mắc các bệnh hô hấp tại Trung Quốc trong thời gian gần đây, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế và cũng là cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc tế, IHR Việt Nam cho biết, cơ quan này đã liên hệ, trao đổi trực tiếp với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam và cơ quan đầu mối thực hiện IHR Trung Quốc, đề nghị phối hợp cung cấp các thông tin liên quan. Đồng thời, Cục Y tế Dự phòng cũng đã có thư gửi đại diện WHO và Văn phòng Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật, tức CDC Mỹ tại Việt Nam, đề nghị cung cấp thông tin chính thức liên quan đến việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc. Đại diện Cục Y tế Dự phòng cho hay, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO, CDC Mỹ và các tổ chức quốc tế cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc và đề xuất các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Đồng thời, cơ quan này cũng phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là, nhưng cũng không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, các khuyến cáo phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Theo cập nhật đến ngày 23 tháng 11 trên trang thông tin điện tử của WHO cho biết, ngày 13 tháng 11, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo về sự gia tăng số trường hợp mắc các bệnh về đường hô hấp tại Trung Quốc và nhận định nguyên nhân là do việc dỡ bỏ các chính sách hạn chế liên quan đến COVID-19 và sự lây lan của các mầm bệnh đường hô hấp như cúm, Mycoplasma pneumoniae, tức vi khuẩn gây viêm phổi phổ biến ở trẻ em, virus hợp bào hô hấp, tức RSV và virus SARS-CoV-2. Ngày 22 tháng 11, WHO đề nghị Trung Quốc cung cấp bổ sung thông tin dịch tễ học, lâm sàng và kết quả xét nghiệm từ các chủng ca bệnh viêm phổi ở trẻ em thông qua cơ chế IHR. Hiện nay chưa xác định được mối liên quan giữa các chủng ca bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em này với tình trạng đang gia tăng số ca mắc các bệnh về đường hô hấp tại Trung Quốc. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.